Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây, hàng loạt fanpage người dùng mạng xã hội Facebook lần lượt lan truyền loạt bài viết với nội dung bóc phốt trừ xa lồng tóc đã bán đi hàng trăm bộ tóc thật được hiến tặng cho bệnh nhân ung thư nhằm trục lợi. Cụ thể, các trang mạng xã hội đăng tải thông tin về vụ việc ông Nguyễn Văn Chiến, chủ salon tóc 1009 Hair Salon và nhân viên tham gia hoạt động từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh nhưng rời đi rất nhanh. Mạng xã hội còn đăng tải thông tin salon tóc 1009 Hair Salon đã nhận 700 bộ tóc của người dân hiến tình nguyện cho bệnh nhân ung thư nhưng chỉ trao 50 bộ cho từ thiện, số còn lại mang bán với giá cao. Những bài viết đăng trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút rất nhiều người quan tâm. Theo tìm hiểu được biết, trước đó, bài đăng xuất phát từ một chủ tiệm tóc tên là PN ở Bắc Ninh với dòng chia sẻ bức xúc. Lần sau, chương trình từ thiện có 1009 Hair Salon thì không có PN và anh em câu lạc bộ cắt tóc thiện nguyện Bắc Ninh. Kèm theo đó là thông tin cho rằng salon tóc 1009 đã trao tặng 50 bộ tóc giả cho bệnh nhân ung thư ở Bắc Ninh và nhận về 700 bộ tóc mới do người dân địa phương hiến tặng. Nhiều người cũng đặt nghi vấn về tính xác thực của vụ việc này khi cho rằng có hay không chiêu trò của các đối thủ để nhằm hạ bệ 1009 Hair Salon. Thậm chí con số 700 bộ và 50 bộ không biết lấy chính xác từ đâu. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người tự nhận là dân trong nghề đều biết vụ biển thủ tóc hiến này từ lâu nhưng không ai lên tiếng. Thậm chí, một số khách hàng từng đến hiến tóc tại đây cho biết có sự phân biệt phục vụ, thái độ của nhân viên tiệm tóc 1009 khá hằn học khi khách chỉ đến hiến tóc chứ không sử dụng dịch vụ khác. Trước những làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng, fanpage của salon tóc này đã tạm khóa phần bình luận. Tuy nhiên, trong một tin nhắn trả lời khách hàng, admin của tiệm tóc khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn sai sự thật. Các salon tóc khác đang vu khống bọn em, bên em không làm sai gì hết mà mọi người chỉ nghe từ salon tóc khác và bị điều hướng sai lệch hết. Bọn em sẽ có bài đính chính nhé và không có chuyện bán tóc lấy tiền đâu. Trong khi mạng xã hội đang xôn xao và liên tục chia sẻ hàng loạt thông tin về vụ việc ồn ào của salon tóc nổi tiếng, thì sáng ngày 13 tháng 6, trao đổi với báo chí, anh P, trưởng câu lạc bộ tóc thiện nguyện Bắc Ninh, cũng đã lên tiếng đính chính lại sự việc và chia sẻ về việc cắt tóc thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh hôm 11 tháng 6 vừa qua, cũng là nguồn cơn của sự việc. Anh P cho biết, nhóm của anh được mời tham gia kêu gọi và cắt tóc cho những người muốn hiến tóc cho bệnh nhân ung thư tại bệnh viện. Hôm đó, nhóm chúng tôi gồm 10 người, cắt tóc cho mọi người từ 9:30 đến 13 giờ. Chúng tôi cắt hơn 400 bộ tóc, còn lại người dân mang đến, số tóc đều được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, anh Phương cho biết. Cũng theo anh Phương, thông tin anh đăng tải trên trang cá nhân chỉ nói về việc không muốn hợp tác với phía 1009 Hair Salon, chứ không phải tố chủ salon lấy 700 bộ và trao 50 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư như trên mạng chia sẻ. Anh Phương nói thêm, thông tin trên mạng nói về việc chủ salon 1009 lấy 700 bộ tóc, chỉ trao 50 bộ tóc là không đúng. Hiện số tóc được người dân hiến tặng đang ở phòng công tác xã hội Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh. Trước những ồn ào xung quanh việc tặng tóc và hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư, tài khoản JE, một nhân viên Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh và cũng là người tham gia trực tiếp sự kiện tặng tóc cho bệnh nhân ung thư, cũng đã lên tiếng về toàn bộ sự việc. Theo tài khoản JE, thì nhân viên phòng công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh mong muốn có được một chương trình hiến tóc cho bệnh nhân ung thư tại viện nên chủ động liên hệ với Nguyễn Chiến và 1009 Hair Salon để được giúp đỡ và cố vấn. Tuy nhiên, thay vì nhận lời, thì anh Chiến đã đề nghị phòng công tác xã hội liên hệ với Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng của Bộ Y tế vì 1009 Hair Salon đang đồng hành cùng quỹ này. Chị G chia sẻ thêm, khi nói chuyện trực tiếp với Chiến, bạn rất lễ phép và có chia sẻ thật là: "Chị ơi, chị thông cảm là chúng em không ngại vất vả gì đâu ạ. Nhưng chương trình này, chúng em nhận lời đồng hành cùng Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng của Bộ Y tế, chứ chúng em không làm cá nhân để tránh những hiểu lầm không đáng có sau này chị ạ. Vậy có gì, chị liên hệ trực tiếp với bên quỹ. Nếu quỹ đồng ý thì chúng em xin hỗ trợ hết rồi ạ." Rồi bạn Nhung, bên phòng công tác xã hội, liên hệ với bên Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng. Rất may là các anh chị hoan hỉ đồng ý và chỉ dẫn những thủ tục cần làm. Bên cạnh đó, chị G cũng lên tiếng về việc chỉ tặng 50 bộ tóc giả cho bệnh nhân ung thư tại viện. Các anh chị nói có nhu cầu xin bao nhiêu bộ tóc cho bệnh nhân, thì thú thật là chúng tôi có đi khảo sát khoa bệnh nhân ung thư ra vào liên tục. Hiện lúc đó có 50 người đăng ký nhận, nên nói xin tầm 50 bộ. Bên quỹ nói có bao nhiêu bệnh nhân xin và đăng ký đều sẵn sàng tặng. Chị G cũng khẳng định ban đầu chỉ có 100 người đăng ký hiến tóc, nhưng sau đó số lượng tăng lên đến hơn 600 người.
nên phía bệnh viện đã liên hệ với các anh chị em salon tóc tại Bắc Ninh để nhờ hỗ trợ. Khi đăng ký thì chỉ có hơn 100 người hiến tóc, nhưng số lượng thực tế đến hiến lên đến con số khủng hơn 600 người, quá nhiều so với lực lượng thợ tóc, nên các anh chị đã thực sự vô cùng vất vả, cắt đến quá trưa, giữa trời oi bức mà không kịp uống ngụm nước nữa, chị G cho biết. Cũng theo nữ nhân viên bệnh viện, phía salon tóc 1009 cũng chủ động về từ ngày hôm trước để hỗ trợ bệnh viện tổ chức chương trình sao cho hiệu quả nhất cho các bệnh nhân và người hiến tóc. Còn về việc đội ngũ 1009 và quỹ Ngày Mai Tươi Sáng rời đi trước khi kết thúc sự kiện cũng được chị G giải thích là do buổi chiều cả nhóm còn phải thực hiện chương trình thiện nguyện bên tỉnh Bắc Giang. Trước những thông tin cho rằng 1009 Hair Salon đã giấu nhẹm hơn 700 bộ tóc được trục lợi, thì phía Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cũng cho biết hiện tại 703 bộ tóc được hiến đang ở phòng công tác xã hội quản lý chờ bàn giao cho quỹ Ngày Mai Tươi Sáng. Như vậy có thể thấy phía 1009 Hair Salon chỉ kết hợp với quỹ Ngày Mai Tươi Sáng để tặng 50 bộ tóc giả cho các bệnh nhân ung thư và hỗ trợ cắt tóc cho những người đến hiến tóc, chứ không trực tiếp tiếp nhận hay lưu giữ số lượng tóc hiến. Liên quan đến sự việc, đại diện truyền thông của salon tóc cho biết sự việc đăng tải trên mạng xã hội không đúng sự thật, đồng thời khẳng định số tóc nhận được từ trước tới nay đều được trao tận tay bệnh nhân ung thư, tổ chức thiện nguyện và khuyên cộng đồng mạng hết sức tỉnh táo trước những thông tin sai sự thật. Hiện chúng tôi đã làm đơn và phối hợp với luật sư để làm rõ vụ việc, đại diện 1009 Hair Salon nói. Để có thông tin khách quan về sự việc, phóng viên đã liên hệ tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, nơi diễn ra hoạt động trao tóc từ thiện cho bệnh nhân ung thư. Theo thông tin báo cáo từ phía bệnh viện, Phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận tổng cộng 703 bộ tóc được hiến tặng từ các tình nguyện viên. Tại buổi lễ trao tặng tóc cho bệnh nhân ung thư, phía bệnh viện và đại diện salon đã trao tặng 50 bộ tóc cho người bệnh. Số lượng 50 bộ tóc được trao cho Phòng Công tác Xã hội khảo sát toàn bộ các bệnh nhân tại trung tâm ung biếu, bệnh nhân đăng ký nhu cầu. Sau đó, Phòng Công tác Xã hội đã tổng hợp gửi số lượng về quỹ Ngày Mai Tươi Sáng. Số bộ tóc còn lại, trong tổng số 703 bộ tóc được hiến tặng, hiện đang được Phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh quản lý, chờ bàn giao cho quỹ Ngày Mai Tươi Sáng. Phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh còn cho biết, chương trình đã nhận được sự chung tay, đồng hành của 16 salon tóc tại Bắc Ninh cử người đến cắt tóc cho các tình nguyện viên hiến tóc tại bệnh viện, vừa nhận chỉnh sửa tóc miễn phí cho các tình nguyện viên đến hiến tóc. Chương trình là hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp thêm tinh thần, nghị lực cho những bệnh nhân ung thư có tinh thần tích cực hơn trong cuộc sống, góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia, lối sống lành thiện tới cộng đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh lên tiếng. Tuy nhiên, trước hàng loạt thông tin trên, đông đảo cư dân mạng không khỏi xôn xao, hoang mang, đặc biệt là những người từng hiến tóc tại tiệm 1009 cho biết chủ tiệm cần làm rõ về tin đồn trên. Nhiều người cũng đặt nghi vấn về tính xác thực của vụ việc này khi cho rằng đây chỉ là chiêu trò của các đối thủ để nhằm hạ bệ 1009 Hair Salon. Thậm chí còn số 700 bộ và 50 bộ không biết lấy chính xác từ đâu. Qua tìm hiểu, tiệm làm đầu được đề cập đến là 1009 Hair Salon do anh Nguyễn Văn Chiến làm chủ. Chia sẻ về cơ duyên đến với hành trình hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, anh Chiến Nguyễn từng trả lời phỏng vấn cho một trang tin điện tử. Vào thời điểm cuối năm 2021, vừa kết thúc đại dịch Covid-19, một khách hàng tới tiệm tóc của anh yêu cầu cắt tóc và giữ nguyên phần tóc thừa để hiến cho bệnh nhân ung thư. Tại thời điểm đó, CEO 1009 Hair Salon vẫn chưa biết nhiều thông tin về bệnh ung thư mà chỉ nghĩ rằng nó là một bệnh rất khó chữa. Sau đó, anh Chiến bắt đầu tìm hiểu chi tiết hơn về cách thức và yêu cầu về tóc hiến cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Dần dần, anh tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của trung tâm. Bên cạnh đó, anh còn kêu gọi nhân viên trong cửa hàng chung tay hỗ trợ cắt gội cho những khách hàng tìm tới hiến tóc. Thậm chí, cửa hàng 1009 còn tài trợ cắt tóc tạo kiểu, bội đầu, hấp tóc cho những khách hàng hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Bên cạnh đó, trên các nền tảng Facebook, TikTok của tiệm 1009 Hair Salon cũng thường xuyên đăng tải các video chị em phụ nữ đi hiến tóc cho bệnh nhân ung thư và nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều cư dân mạng đã tìm được trang cá nhân Facebook của anh Chiến Nguyễn và đã thả hàng loạt cảm xúc phẫn nộ vào bài đăng. Chủ tiệm tóc 1009 vẫn chưa lên tiếng về vấn đề trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.